Rồi 12. Khôi ơi. Khôi ơi. Có 12 công thức tính sao nhờ? Rồi nhưng bài này có thể có thêm muối gì còn nhớ không? Ừ vậy thì đầu tiên phải tính nó đã. Ừ, Ne bằng magie là 1,6 đúng không? Nhân mấy? Nhân 2. Rồi có chắc chắn có khí N2 là 0,2 nhân mấy? 10. Vậy thì mình thấy là nó chưa bằng nhau. Bên đây là bằng 3,2. Bên đây mới được có 2. Vậy thì phải cộng thêm NH4 một cộng. Là số mol là ít nha. Nhân cho mấy? Nhân 8. Rồi. Vậy suy ra ít bằng. Rồi, bây giờ em mở muối nè. Nào coi. Em mở muối bằng đầu tiên kim loại phản em mở kim loại đó nè, phản ứng nè. Cộng với gì? Và cuối cùng là cộng với N4NO3. Có thêm N4NO3. Ừ. Công thức em mở muối bằng gì? Đọc lên coi. Em mở kim loại phản ứng cộng với gốc nitrat tạo muối. Gốc nitrat tạo muối thì số mol là Ne nhân mấy? 62 nha. Rồi à. Rồi, ráp vô coi. 1,6 nhân 24. Ne bằng 3,2 cộng 0,15 nhân nhiêu? 80 phải không? 6. Đúng rồi, 80. Và bằng nhiêu? Ừ. Công thức thôi nha các bạn, nhưng mà nó lúc đối với HNO3 thì mình chú ý là có một cái muối sản phẩm khử nhưng lại là cũng là muối đúng không? N4NO3. Rồi, chú ý cho đó. Và luôn luôn dùng công thức Ne để kiểm tra có N4 hay không. Rồi. 13 nào. Tuấn Minh. Dạ. Ừ. Đầu tiên tính là số mol của kim loại trước. Ừ, số mol kim loại bao nhiêu? Dạ 0,46. 0,46, nhôm 0,46. Rồi. Rồi, tính số mol từng khí được nhiêu? Bằng 0,06. Mỗi anh 0,06 đúng không? Dạ. Rồi, cái này các bạn tự tính nha. Bởi vì nó là tỷ khối rồi là số mol có hết rồi, dạy ra. Rồi, vậy bây giờ ráp vô là kiểm tra coi có em đường não thì tính là E ha. Rồi. 0,46 nhân mấy? Nhân 3. Rồi bên kia sẽ bằng N2O là bao nhiêu nhân mấy? Nhân 8. N2 nhân mấy? Và 2 nhân 10. Rồi vậy bằng nhau chưa? Dạ rồi. 0,46 nhân 3 được nhiêu? Bằng chưa? Bằng 46 nhân 3 1,38. 1 phẩy 38. rồi bên kia bằng rồi hả? Bên kia là 0,48 và 0,6. Sao bằng? Để bằng chưa? Chưa. Vậy thì phải có thêm gì? Muối. Có thêm NH4 đúng không? Rồi, vậy số mol của nó là ít nhân 8. Biên đoạn này bao nhiêu nhỉ? Bằng Ồ, hình như phải chứ. 0,8. À, 1,08 đúng không? Rồi, vậy ít bằng nhiêu? Đó, chỉ có tính toán thôi. Công thức thì mà ráp vô. 0,0315 0,0375. Rồi, suy ra mở muối nè.
12,42 gram. Cộng Ne là 1,38 nhân 62 cộng cho 0,0375 nhân 80. Rồi bằng nhiêu? Câu B ạ. Ừ, 106,38. Rồi các bạn ha. Cho nên các bạn nhớ công thức hôm trước mình ôn hết công thức rồi. Rồi, ủa sao câu 14 nó lọt xuống đây ta? Hay là câu 14 nó phải nằm ở phía trên chứ? Phải H24 chứ. Thôi lỡ thì làm luôn đi. Nhân ơi, câu 14 nhân ơi. Dạ, thưa thầy, 14 con ra E ạ. Câu... Ừ, rồi đọc luôn đi. Dạ. Con... Gọi sách là ít nhá. Thầy gọi... Dạ. Con gọi sao? Sách là ít với O là Y ạ. Rồi, mình có đầu tiên 12 gam bằng... 12 gam bằng 56 x cộng 16 y. Rồi, tiếp tục. Nó Ne bằng 3 x bằng 2 y cộng cho SO2 là bao nhiêu nhỉ? 0,15 nhân 2. Nhân 2. Rồi, x y bao nhiêu? Dạ, x là x bằng 0,18, y bằng 0,12. Rồi, vậy đáp án là câu A. Ừ. Ồ, ừ. Vậy hả? Cái gì? Thằng Khoa mày nó nghỉ. Nên thầy không có record. Chứ là giờ phải record hả? Từ nãy giờ mất đoạn rồi, thôi kệ không sao, để record. Rồi đợi xíu. Recording in progress. Rồi, bài 15 nha. Rồi, bài 15 nào. Hưng ơi. Nó sẽ bật loa được đó. Hưng ơi. Rồi, văng ra ngoài luôn rồi. Gì vậy trời. Tuấn Anh. Dạ. Ừ. Lại. Cũng vẫn cái bài của giống bài 14 á. Nhưng mà bây giờ nó lại hỏi là số mol HNO3 đã phản ứng. Thì mình cứ nhớ số mol HNO3 thì bằng gì? Ne. Đúng không? Số mol HNO3 là bằng Ne là bằng phần nitrat tạo muối cộng thêm các nitơ trong sản phẩm khử nữa. Bài nào cũng vậy thôi. À, oxy là 0,15. Oxy tính ra được 0,15 đúng không? À đó. Chỗ này ra. 0,03. Không biết chỉ là làm là 2,71 trừ 2,23 chia 16 và 0,15 0,3 bao nhiêu vậy? Trời đất ơi. 0,3 chốt lại tôi một con số coi. Bấm chiêu 16 là 0,3 16 là 0,3 đang nói câu 15 mà ý là chia 16 thì là 0,3 0,3 rồi ok rồi oxy xong rồi làm sao có cái NO thì là số mol NO nhiều là 0,03. Rồi mình có Ne nè, mình nói lại là HNO3 thì gồm mấy phần gộp lại nitrat tạo muối đúng không? Nó sẽ bằng cái NO thì bằng Ne hai cái oxy. Rồi và bằng nitơ trong NO. Đó, nó có hai đó thôi. Được không? Còn Ne này tính bằng oxy bằng NO thì cứ theo công thức mình học mình tính thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ tính thì đầu tiên Ne bằng nhiêu? Phần kim loại không tính được thôi, đúng không? 40, 40.
0,3 nhân 2 là của oxy nè. Mình có E cho bằng E nhận thì lúc nãy bên kia là E cho là có bên sắt cho thì giờ kệ, tính một bên thôi đâu cần phải tính hai bên. Cộng với NO là 0,03 nhân 3 được nhiêu? Nhân 4. 0,4. Sao thằng này cái gì 0,04 ở đâu nữa? Ủa? À đâu, nhân 3 0,03 nhân 3. Từ nãy là bị trên mấy mày ơi. Trời ơi, tập trung chưa? Bài 15 nha. Chắc là click xuống bài 16 rồi hả? Rồi bấm được nhiêu? 0,69. Dạ, yeah, rồi 0,69. Và bây giờ biết đây là 0,69 rồi ha. Rồi bây giờ HNO3 sẽ bằng nè. 0,69 cộng NO là 0,03 nhân 1 đúng không? Phải bằng bao nhiêu? Chỉ bằng 0,72. Ủa có tính lộn không vậy? Hình như lộn rồi. Kỳ kỳ thôi. Ủa? Mình tính lại coi nè, khối lượng oxy bằng nhiêu nè? Oxy là bằng 0,48 thầy. Chia 16 là 0,3. À 0,03 thầy. Ơi. Thấy chưa? Cái ổ sao mình nhìn cái số cũng không đúng đáp án của mình đấy. Đấy, thấy chưa? Bớt ông bớt của tôi mất con số. Rồi, vậy đây là 0,06, 0, bao nhiêu? 0,15. 0,15. Đúng rồi, giờ mới đúng rồi đó. Giống như nó có thù với tôi ấy trời. Là 0,18. Đáp án là câu B. Câu B. Thôi, công thức mà dùng nha. Giờ nó có thêm oxy thì mình cứ bảo toàn đúng công thức mình học HNO3 mà làm thôi. Rồi, 16. Hưng ơi, vào lại thì có thôi, sợ quá. Dũng ơi, có bật mic được không? Hưng có bật mic được không nữa? Thì văn là tiếp. Ừ, thanh kiều Đức. Mày bật mic, mày nói, mày không nói, mày nhắn tin ai mà đọc lúc đang giảng bài à Đức. Rồi, cục đánh máy hả? Mới vắng một đống nữa luôn. Ở Hưng ngồi yên nói nha, họ không gọi đâu. Không dám gọi đâu. Nguyễn Minh Đức, có mở mic được không? Nói nhanh bài 16 coi. Trời ơi, rồi nó cũng không mở được. Thôi, tự làm luôn đây. Ừ. Được chưa? Rồi vấn đề luôn, bây giờ tôi chỉ còn nói chuyện được vài đứa. Thùy ơi, 16 Thùy ơi. Dạ thầy. Ừ. Tính số mol NO và NO2 đó nè. Dạ. Giờ chỉ còn có vài đứa được lên tiếng thôi. Đã ít mà được tụi nó còn lười mua mít nữa. Keo thì sợ hết. Hưng ơi chuyển có 4G học đi Hưng. Dạ số mol của NO bằng số mol của NO2 là bằng 0,0175. 0,0175. Rồi, làm. Dạ, con quy đổi hỗn hợp X là thành Fe với oxy. Đúng rồi. Rồi, mình có. Bảo toàn E ha. Là 3X bằng oxy là Y ha. Dạ, 2Y. 0,0175 nhân 3, 0,0175 nhân 1 đúng không? Rồi tiếp tục. 56 cộng 16y bằng 5,04. Đó, bài nó cứ vậy thôi. Rồi suy ra xy.
Dạ, x bằng y bằng 0,07. Đáp án 0,07. Xong các bạn cũng vậy mà làm con kiểu. Rồi, giờ qua 17. Nhân. Dạ, thì thời đầu tiên là mình thấy có 2,4 gram kim loại thì nó là đồng dư. Đồng dư, đúng không? Khúc này quan trọng nè. Tức là sau khi phản ứng á, thì mình biết nếu mà theo thông thường thì sắt sẽ lên sắt sắt 8/3 thì gặp HNO3 cũng phải lên sắt mấy con? Dạ, thời là cộng tác dụng Cu thì ra sắt 2 cộng. À, nhưng mà đầu tiên là mình thấy là nếu mà bình thường thì Fe3O4 gặp HNO3 là sắt 3. Sau đó dạ, đồng phản ứng nó kéo sắt 3 xuống sắt mấy? Sắt 3 xuống sắt 2. Ha, và đồng thành đồng 2. Và sau đó đồng vẫn còn dư, cho nên tất cả sắt đều phải chuyển về sắt 2. Vậy thì đọc cái khúc này phải nhớ là đồng dư nè là một, mà đồng dư thì ta suy ra là gì, sản phẩm là sắt 2, đồng 2 nha, chỗ này đó. Rồi vậy làm thôi. Thưa thầy, là đầu tiên là mình gọi số mol của Cu là ít với số mol của Fe3O4 này. Số mol Cu này là Cu phản ứng hay là Cu ban đầu? Dạ, Cu ban đầu. Ban đầu đúng không? Rồi Fe3O4 luôn đúng không? Rồi cái này là ít, cái này là y đúng chưa? Cô là Cu phản ứng này, nhầm Cu phản ứng. Đấy, thì vậy thì tùy thôi mà, tùy cho đặt thì tí nó phải làm phép trừ thôi. Rồi vậy thì tổng cái khối lượng của hai anh này sẽ là 61,2 trừ 2,4 đúng không? Rồi tiếp. Được phương trình đầu tiên là 64 x cộng 232 y bằng 58,8. 58,8. Rồi, một phương trình tiếp tục. Thứ hai là không biết toàn. Bảo toàn ion. Bảo toàn ion hả? Ê, bảo toàn e, anh nhầm. Ừ, tức là bây giờ bên e cho anh nhận đúng không? Thế có yeah, tự viết hay là có phải viết hai bên hay là viết luôn phương trình? Để con viết hai bên trước. Rồi ok, vậy đồng thành đồng mấy? Đồng thành đồng 2. Rồi. Bây giờ Fe3O4 là tăng hay giảm? Thành sắt mấy? Sắt 2 ạ. À, vậy là giảm chứ. Bởi vì từ 8 phần 3 xuống còn có 2 thôi đúng không? Dạ. Rồi nhớ cân bằng nha. Là 3 ở đây, 3 sắt, được chưa? Vậy là mấy e? Tám phần ba nhân ba nhá, nhân ba nè, là tám, ba nhân hai bằng sáu, ở đây là hai, hai e đó, cái này là tám nè, cái này là sáu nè, thì đây là hai e, được chưa? Bên đấy thì còn n cộng năm, nita cộng năm, thành nita gì đấy, nita cộng gì? NO 3E đúng không? Rồi giờ điền số liệu vào. Đây là X nè, 2X. Đây là Y, 2Y. NO là nhiêu mol? 0,10, 0,40 làm. Vậy ta có phương trình gì? 2X trừ 2Y bằng 0,45. À, thôi thì bình thường ghi cái này đó ha. Rồi. À, giải x y được nhiều. X là bằng 0,375. 375. Dạ, y bằng 0,15 ạ. 0,15. Rồi, người ta yêu cầu tìm mối khang. Như vậy đây là x đúng không? Dạ. Đây là 3 y. Vậy mối khang của mình là CuNO3 tất cả 2 x mol 0,375 FeNO3 2 lần 3y là 3 nhân 0,15 0,45. Rồi.
Kết quả là Quê à. Câu A 151,5 các bạn. Nhá. 151,5 câu A. Đó, thì nó vẫn trên nền tảng kiểu bài này hết. Rồi, 18 bắt đầu 18 19 20. Rồi làm trước ta nào. Tuấn Minh. Thật ra còn nhớ cách làm không? 18. Nó cái tính số mol dung dịch của hai dung dịch ạ. Nói chung bây giờ mình xử lý số liệu trước nè. Đồng nhiêu nè. Đồng 0,05. Rồi. HNO3 nè. Không phải 0,08. Bài kia 0,02. Rồi, đây là xử lý số liệu. Bây giờ người ta hỏi là tính số mol NO. Rồi, tính sao? Vì đề bài cho lít khí NO nên chỉ COCS chỉ tác dụng với dung dịch HNO3. Còn H2NO4 nó có tác dụng không? Dạ không. Rồi, vậy con tính ra được đáp án nào? Tức là chỉ viết phương trình thôi đúng không? Dạ. Được phải không? Dạ. Vậy là đồng dư hả? Đồng dư ạ. Vậy đáp án là? Câu B ạ. Đúng không? Rồi, có bao nhiêu bạn ra câu B rồi? Vẫn anh ra câu nào? Con anh làm như thế nào? Chắc là không đơn giản vậy đâu, đúng không? Đơn giản vậy thầy cho làm chi? Chắc là câu D. Thùy ra câu D. Còn con ra câu nào? Bạn Thùy ra câu D. Rồi. Ra câu D tại vì nó không phải 3 gì đó. Thế vấn đề là tại sao ra được 0,3? Vậy thì các bạn chú ý này. Rất là nhiều bạn sẽ đọc cái đề này và làm... là đồng sẽ phản ứng với HNO3 và không phản ứng với H2SO4. Tuy nhiên, khi trong trong thực tế thì nó là HNO3 tách thành H cộng và NO3 trừ H2SO4 tách thành H cộng NO42 trừ. Vậy thì cái lúc cái H cộng nó trộn vào nhau thì đây sẽ là tổng H cộng các bạn, chứ nó chả quan tâm H cộng của đứa nào đâu. Và lúc này khi gặp cái dạng bài mà nitrat có thể nằm trong gốc axit, nằm trong axit HNO3 hoặc nằm trong muối, ví dụ như bài số 19 ở dưới. Còn H cộng thì nằm ở nhiều axit cùng lúc, không bắt buộc phải nằm trong HNO3, thì lúc này các bạn phải làm ở dạng ion electron. Nha Minh nha, Tuấn Minh nha. Đó, quên rồi, thấy chưa? Bài đại cương của kim loại đó, quên rồi. Cho nên, cách làm phía trên là cách làm phân tử là các bạn đã bị lừa. Rồi, cách làm như thế nào nhờ Tuấn Anh? Mình nhớ lắm rồi, em mò xíu. Mò hả? Rồi. Đầu tiên, xác nhận lại số mol H cộng. Số mol NO3 1 trừ. Số mol H cộng sẽ bằng 0,08 cộng 0,02 nhân 2 là nó gom của HNO3
và H24 lại. Được chưa nào? Và nó được là 0,12. Nitrat 0,08. Còn nếu mà giả sử nó cả SO4 luôn, lúc cần mình có thể liệt kê luôn cũng được, thì là 0,02. Rồi, đây là số mol. Vậy thì khi một chất khử phản ứng với cái dung dịch mà nó gồm nitrat, nitrat nói lại là nitrat có thể lấy từ axit H2O3 hoặc là muối nitrat như là cái bài số 19 ở dưới, hoặc H cộng thì có thể lấy từ nhiều nguồn axit chứ không chỉ có lấy từ H2O3. Ở đây là lấy cả H2O3, H2O4. Thì lúc này các bạn sẽ làm ở dạng phương trình ion electron. Đối với bài này nó chỉ có một chất khử, vậy mình viết luôn phương trình ion electron. Còn nếu mà nhiều chất khử, nhiều chất oxy hóa thì phải tách ra một bên cho bên nhận các bạn ha. Đồng 2 cộng. Và lúc này phải viết ion electron NO và nước. Rồi bây giờ cân bằng ion electron, chú ý này. Thì đầu tiên vẫn làm như bình thường thôi này. Đồng thì đồng 2, vậy là 2E. Nitrat và nitơ là 3, đúng không? 3E đó. NO 3E. Nhân chéo lên đây là 3. Đây là 2. Rồi, 3 đồng. 2 nitơ. Bước tiếp theo. Bình thường là mình phải có hiro, thì hiro đi chưa có, đúng không? Mà oxy có rồi. 2, 3 là 6 oxy. Chỗ nitrat, 2, 3 là 6 oxy. Thì đây 2 rồi, thì phải 4 nước là đủ 6. Thì đây là 8H cộng. Sau đó kiểm tra điện tích 8H cộng 2NO3 trừ, vậy là 6 cộng. Đúng không? Bên đây là 6 cộng. Đúng luôn, vậy là được. À, thì ion electron nó có cái bước cuối cùng là kiểm tra điện tích. Rồi, bây giờ mình mới đưa số liệu vào nè. Số liệu mình có rất là nhiều. Cho tới 3 cái là đồng là 0,05, H cộng là 0,12, nitrat 0,08. Vậy ba số liệu này dùng số liệu nào tính? Đúng không? Thì dùng đồng. Đúng không? 0,05 chia 3 được 0,25. Ờ, à, xin lỗi, H cộng chứ nhỉ? 0,12 chia 8 là được 2/3. 3/2. Ờ, à, vậy là H cộng hết chứ nhỉ? Theo H cộng nhỉ? Đúng mấy đó? Ủa? H cộng hết rồi ta? Ừ, đúng rồi. H cộng hết. Rồi. Tính cho thầy cái đồng phải đứng bao nhiêu? Thầy. Dạ 0,045. À, để các bạn thấy là ở phía trên á thì nó chỉ phản ứng 0,03, nhưng ở dưới nó phản ứng 0,045 là mới đúng. Tức là nó tan thêm. Rồi, tại sao tí thầy có thể giải thích cho bạn rõ. Rồi, vậy thì tiếp tục. Nitrat là bao nhiêu con? Rồi, và đáp số của mình là 0,03. À, đáp số của mình phải là câu D. Rồi, vậy thì tại sao lại nói như thế là các bạn này? Bây giờ trở lại cái cách làm ở phía trên. Bạn thấy là sau phản ứng, nếu bạn viết là đồng nitrat á, nó tạo ra đồng nitrat. Vậy là gốc nitrat vẫn còn. H cộng vẫn còn ở axit H2O4. Đồng cũng còn. Vậy thì nó sẽ lập tức xảy ra thêm, xảy ra tiếp. Hình dung chưa? Đấy. Nhưng mà đúng như bài này là gì? Vô khi đi khi đưa axit khi đưa các chất vào phản ứng thì nó sẽ tách thành ion, nó chả phân biệt H cộng của cái nào đâu. Không có phân biệt trước sau gì đâu. Nó sẽ phản ứng như là ở phía dưới của mình. Nhá, vậy nhớ cách làm như vậy. Ta phân tích cái bài trước. Nếu gặp cái dạng bài này, ta chuyển về làm ở dạng ion. Ha. Rồi, 19-20. Cho các bạn suy nghĩ một xíu. Bạn nào chưa làm cho suy nghĩ một xíu. Đặc biệt là bài 19. Bài 20 thực ra là một cái bài tổng kết thôi, bài so sánh thôi. Rồi. Như vậy các bạn thấy bài 19 á, có đồng là chất khử. Rồi mình thấy sách 2 nitrat là có gốc nitrat nè. Rồi H2SO4. Vậy thì nếu mà như bình thường, mình suy nghĩ một cách bình thường á, là đồng đâu cộng với H2O4 loãng. Đúng không?
Đó. Tuy nhiên ở đây mình thấy là nếu mà hiểu cho đúng bài từ nãy giờ học á, thì mình thấy là sắt 2 nitrat nó cung cấp gốc nitrat axit H2O4. Nó cung cấp H cộng, vậy mình giống như mình có HNO3 nhưng ở dạng ion nhá. Đấy. Vậy thì lúc này là đồng sẽ tăng lên đồng 2, còn sắt 2 thì lên được sắt 3. Nhưng vấn đề là sắt 3 thì mình xem là coi là giữa đồng, bởi vì mình biết là có đồng, có sắt 3 thì có khả năng kéo xuống sắt 2 trở lại hay không, thì mình phải tính toán cho cẩn thận. Đấy, xem thử cái số liệu như thế nào. Nhé. Bởi vì đầu tiên là đồng sẽ cộng với như thế nào để mình xem cuối cùng kết thúc của mình là sắt mấy. Ha. Và thể tích như thế nào. Rồi, suy nghĩ bài 19 nha. Rồi bài 20 luôn. Bài 20 thực ra là hai thí nghiệm để các bạn so sánh thôi. Cùng một lượng đồng nhưng mà cùng một lượng HNO3 nhưng mà thí nghiệm 2 thì có thêm H2O4 thôi. Đó thì nó giống câu 18. Rồi cho vài phút để ngẫm nghĩ. Cái dạng này thì nó ít được ra ở trong chương trình bình thường trên lớp. Nhưng mà đi thi đại học năm nào cũng có hết đó. Cái từ HNO3 thôi, được không? Hiểu không Khôi? Mình là một ở câu 20. Trời. Với thí nghiệm 1 ở câu 20 các bạn. Đồng bao nhiêu mol nhỉ Khôi? Đồng bao nhiêu mol Khôi? Hả? Rồi. HNO3. À, như vậy là H cộng 0,08, NO3 0,08, đồng ý chưa? Vậy khi phản ứng, cái nào phản ứng hết? Ừ, vậy cái này. Đúng chưa ạ? À. Vậy là mình sẽ có V1 bằng 0,02 nhân 22,4. Rồi. 0,448. Rồi, bây giờ thí nghiệm 2. Vẫn đồng đó, vẫn nitrat HNO3 đó giờ thêm H2O4 bao nhiêu mol? Không phải không bốn, như vậy là h cộng thêm 0,04 nhân 2, đúng chưa? 0,16. Rồi vẫn vậy, bây giờ mình điền vào đây 0,16, đúng không? Vậy thì bây giờ cái nào hết? Tất cả hết luôn đúng không? 0,06, cái này ra được. Giờ cái này hết, cái này hết, cái này còn 0,04, đúng chưa? V2 sẽ bằng, là nó gấp đôi. Thấy rõ ràng khác nhau chưa? Rồi, vậy thì bây giờ câu 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 20 hỏi thêm một ý đây. À, tất cả lưu ý nha, câu 20 nếu thầy hỏi thêm ở thí nghiệm 2 nhé. M muối thu được là bao nhiêu? À, tính ra gì đó. Ở thí nghiệm 1 thì chắc chắn là muối đồng nitrat thôi, không có khác gì hết đúng không? Đồng nitrat thì có một lựa chọn duy nhất. Nhưng ở thí nghiệm 2 thì bây giờ là muối gì vậy?
Huy Huy mới vào à? Ủa Huy mới vào à? Ở câu bơ thí nghiệm 2 á. Em mà mỗi thí nghiệm 1 thì mình có công thức, mình không nói làm gì ha. Để thí nghiệm 2. Dạ, con chưa tính. Thì như là tính M của CuNO3 thì không biết, giờ tính đi, tính được nhiêu. Giờ mỗi là cái gì nè? Dạ, CuNO3. Chắc không? 2 lần. Bây giờ đồng là bao nhiêu mol, đồng 2 cộng nhiêu mol? Không phải 0,6 dạ, đúng không? 0,6. Nitrat còn lại nhiêu? À. Lúc này có ghép nhau đủ không? Dạ không. Vậy thì lúc này mình nhớ gốc axit còn có gốc gì nữa? Dạ, SO42 trừ. Được chưa? Lúc này còn có axit sulfuric mà, cho nên có gốc muối nè. Như vậy đây mình sẽ có hai mối lận các bạn. Sunfat nó có 0,04, đây được 0,04 nè. Nitrat có 0,04 cho nên đây là 0,02 nè. Có phải đồng sẽ là 0,06 không? Đủ chưa? Đấy lúc này mới đủ, nên nhớ hai mối lận. Được không nào? Hay nói cách khác là có đồng 2 cộng và đi cùng với gốc nitrat và gốc sunfat còn dư sau phản ứng. Và những cái bài rất khó, sau này các bạn sẽ còn gặp những bài rất khó, nó nằm ở chủ đề 7 ở cuối cùng á, cuối cùng cái file này. Để dùng cái định luật bảo toàn các bạn sẽ thấy. Mình sẽ dùng, đây là những cái bài nền tảng thôi ha. Còn nó còn những cái bài mà mình phải lập luận về ion, mình nhìn ra từng ion nó chuyển thành cái gì. Được chưa? Rồi, vậy giờ trở lại với bài 19. Đang dở bài kia dẫn lấy luôn. Dở bài 19. Tuấn An. Để chỉ có những đứa nào có mic thì cứ gọi cho biết làm sao. Ra câu đề. Rồi, giờ làm sao? Vấn đề làm sao? Em viết viết tỷ lệ ra xong cái nào nhỏ nhất thì nhân 2 lên nó ra cái nào. Cái gì? Tỷ lệ nào nhỏ nhất nhân 2 lên là sao? Trời đất ơi. Tức là lấy cái CO rồi số mol NO với số mol H cộng này. Xong rồi chia cho cái tỷ lệ trong cái phương trình. Khoan, CO, NO với H cộng hả? NO3 à, cái NO3 trừ. NO3 trừ. À, thế còn sách 2 để đó chưng à? Không dùng gì sách hả? Ủa nhưng mà nó hỏi NO luôn. Ủa thì lỡ may sách 2 cũng biến thành sách 3 nó tăng thêm E là sao? Như vậy bây giờ có mấy chất khử? Có 2 chất khử, à 1 chất khử. Vậy sao lại chỉ tính có một mình đồng? Thấy khả năng sai cao không? À đúng. Bởi vì nếu mà sách 2 lên sách 3 là nó cho thêm. Mà nó cho thêm thì hiển nhiên nitơ nhận thêm thì thêm NO đúng không? Hình dung chưa? Dạ. Ừ. Rồi, bây giờ cách làm như sao? Trời đất ơi, lúc ấy giặt dậy tới mức đó rồi. Sách 2 lên sách 3. Bây giờ tôi không biết, giờ tôi biết là có những cái nào có thể lên này. Đồng. Lên đồng. Đồng 2. Sách 2. Có khả năng lên mấy? Sách 3. Đúng không? Một đen. Vấn đề nếu mà đồng dư á, thì nó sẽ kéo sách 2 xuống sách 3, sách 3 xuống sách 2 lại. Nhưng bây giờ mình không biết, mình đang có khả năng đó mà, mình chưa biết mà đúng không? Rồi, vậy thì bên đây, tiếp tục. H cộng. Bên đây các bạn sẽ phải viết H cộng NO3 trừ nha. Chứ các bạn không viết NO3 thành NO như bình thường nữa. Thì đây là cái đặc điểm của bài đó, nói rồi. Rồi, vẫn 3E thôi. Rồi, giờ cân bằng nè. Được chưa? Rồi, mình thấy là 3E 4H cộng, bởi vì đảm bảo điện tích thôi các bạn. 3E là 3 âm với 1N nitrat là 1 âm là 4 âm, vậy thì 4H cộng mà 2 nước. Bây giờ mình có số liệu nào mình đưa vô thử nè. Đồng 0,3. Đây 0,6. Sách 2 là 0,6. Vậy E là 0,6, đúng chưa?
Vậy tổng E bên đây nhá, NE bên đây là cho. Thầy gọi là cho mà cho mắt á. Mắt. Thì nó bằng 1,2. Tức là nó cho ở mức tối đa là 1,2. Mình đang thử từng bên độc lập mà, được chưa? Vậy là bên cho có hai chất có khả năng cho là đồng và sắt 2. Và lượng electron tối đa tụi nó cho được là 1,2. Vấn đề là nó có khả năng cho từng đấy, nhưng nhận bao nhiêu? Nếu mà nhận hơn, nhận nhiều hơn, cái khả năng nhận có thể nhận tới 1,5 thì cũng không có, thì cũng chỉ dùng được 1,2 thôi. Tôi cho được có 1,2, nhưng mà khả năng nhận chỉ có 1 đi chẳng hạn, thì cho 1,2 thì lúc này cũng chỉ cho 1 thôi, tức là phải lấy số nhỏ hơn để làm đấy. Rồi bên kia sẽ là gì? H cộng sẽ là H2SO4 nè. H2SO4 là 0,9 mol, vậy H cộng là 1,8 mol. Nitrat là 0,6, như vậy là 1,2 mol. Vậy 1,8 và 1,2 lấy cái nào tính Tuấn Anh? Tính E đó. Lấy 1,2. À, 1,8, 1,8 nó chia ra. Chán ông ghê luôn á. Cứ thấy số hạ 1,2 nhỏ ấy lấy liền à. Trong khi lúc nãy chính ông bày cho tôi cái chia cái tỷ lệ. Đó, ẩu vừa ông nội. Trời đất ơi. Lấy 1,8 nha. 1,8 chia 4, cái 1,2 chia 1. Vậy là NE bằng nhiêu? Vậy tụi bay thật hàn tiếng, tao phải gào mệt ghê. Bằng 0,45. Ê mày tính sao vậy, nhân 3 nữa. À. Trời Tuấn Anh, sao con tính ẩu vậy? 1,8 chia 4 nhân 3 chứ. 1,35. Trời đất ơi. Được không? Vậy là cái phần mà phần nhận tối đa là 1,35. NE nhận. Max. Mà NE cho thì có 1,2, vậy cuối cùng là nó nhận được từng đấy, nhưng đâu có ai cho nó đủ đâu, đúng không? Vậy thì mình sẽ dùng số bao nhiêu để mình tính nào? Mình phải dùng 1,2 để tính. Bởi vì nhận là khả năng thôi các bạn. Muốn nhận 1,35 thì phải có đứa cho 1,35, đúng không? Nhưng đằng này tôi cho tối đa được có 1,2 lấy đâu. Vậy thì sẽ là 1,2 tính NO, dựa vào 1,2 để tính NO. Nha, còn 1,35 là mức tối đa thôi. Điều đó chứng tỏ là sau phản ứng nitrat còn dư và H cộng cũng dư luôn. Rồi bởi vì 1,2 nhá, 1,2 thôi. Rồi vậy NO sẽ là bao nhiêu? Tuấn Anh. Thì Tuấn Anh đang đâu rồi? 0,4 thầy ơi. À 0,4 quên. À. Ủa sang Đức nói được rồi kìa. Nói nhỏ được rồi đó. Ừ. 0,4 các bạn. Được không? Đấy, vậy là 8,96. Hình dung không? Và cái việc mà E 1,2 E cho này là mắc á, và nó nhỏ hơn cái phần E nhận á. Điều đó chứng tỏ là gì? Acid dư và NO3 dư, nghĩa là đồng không có kéo sắt 3 trở về sắt 2 được đâu. Đó, thì đây là những cái bài mà để bắt đầu các bạn nhớ là bài cơ bản thôi. À, mà bắt đầu là phải hiểu đúng rồi đó. Bởi vì không hiểu đúng là sẽ khi mà nó đưa cho mình thêm những cái thông tin mình không nắm đúng cái bản chất là mình sẽ dễ bị lừa. Nha. Rồi, như vậy là ta xong cái dạng bài acid. Thì ta nói chung ta có 3 nhóm bài. Trong đó nhóm bài axit loại 1 thì tương đối đơn giản với các bạn rồi. Nhóm bài axit loại 2 thì mình có là axit đơn thuần HNO3, H2O4 độc đặc. Và nhóm bài thứ 3 cũng trong axit loại. Thực ra là nhóm bài thứ 3 nó kết hợp cả hai, mà nó liên quan tới bài gốc nitrat trong môi trường axit. Nha các bạn. Đấy thì mình vừa mới làm xong 3 bài cuối giới thiệu. Rồi bây giờ ta trở về với, ta đi tiếp với nhóm bài số 2. Nhóm bài số 2 là nhóm bài oxit acid hoặc acid nhiều nấc tác dụng với dung dịch kiềm, tức là dung dịch bazơ. Được chưa? Đây là bài xuôi. À, ví dụ như CO2
tác dụng với CaOH 2 lần cho ra mấy muối. Hoặc là H2S cũng là axit 2 nấc đúng không? Tác dụng với NaOH cho ra muối nào? Rồi và sau đó là bài ngược lại, thì ngược lại là lấy cái muối cho với tác dụng với axit. Như vậy đây chính là cái bài axit bazơ nói chung. Đấy, và đặc trưng của bài này là cho ra bao nhiêu muối. Thì mình hay nói ví dụ như mình có một cái sơ đồ của bài CO2. CO2 hoặc SO2. Đúng chưa? CO2 tác dụng với OH trừ. Thì CO2 nó chính là H2CO3. Đấy, oxit acid hay acid nhiều nấc. Đúng chưa nào? Nếu mình biết 3 giờ dư thì mình đi luôn một đường. Còn ngược lại muối, à, mình cũng có cái bài này đúng chưa các bạn? Muối thì cộng với axit đây để nó trở ngược lại cũng từng nấc luôn. Đấy, mình có bài này. Vậy thì bài này gọi là bài tỷ lệ đây. Mình có thể thay CO2 bằng SO2 bằng H2S. Đúng không? Và nếu mà 3 nấc thì mình sẽ có thể có B2O5 hoặc là H3PO4. Thì đây là nhóm bài đầu tiên. Và đây cũng là nhóm bài tiền thân cho cái bài hydroxit lưỡng tính. À, hydroxit lưỡng tính thì thật ra cái anh mà can hydroxit á, nó vừa có thể đóng axit vừa có thể đóng bazơ, cho nên nó có hai chiều. Được chưa? Vậy thì bài này là bài tỷ lệ thôi, đúng không? Ra mấy muối. Nhé. Yeah. Vậy thì đối với những bài này thì các bạn biết rõ rồi, mình sẽ có tỷ lệ, ví dụ chiều chiều xuôi thì các bạn sẽ lập tỷ lệ với AZOH trừ nói chung. Đúng không? Mình có 1 và 2. Tiếp xuống. Nếu 1 thì nó ra là gì? HCO3 1 trừ. Nếu 2 thì là CO3 2 trừ. Khúc giữa là 2. 2 muối. Quen quá rồi đúng chưa? À, có ai hỏi thêm gì khúc này không? Bây giờ chỉ vận dụng làm thôi. Ví dụ người ta cho mình SO2 đây. Tuy nhiên đa phần các bài này á, cái bài tỷ lệ mà thông thường như thế này thì bài dễ rồi. Nó sẽ cho bài không đủ tỷ lệ thì mình phải dự đoán mấy muối cơ. Rồi, xin mời làm cái dạng bài này đi đã. Đấy, cũng khoảng 20 bài thôi mà. Nhá. Và sau đó là bài ngược. Từ bài 21 là bài ngược, bài muối. Rồi, xin mời các bạn. Rồi, lại bắt đầu. Khôi ơi. SO2 bao nhiêu? Ừ. Không phải một mol. Rồi. 11,5 gam muối là muối gì? HSO3. SO SO2 thì phải tương ứng với axit là H2SO3 chứ sao mà SO4 rồi đấy. Thế sao biết ra muối đó? Đó, thì Na phối hiệu gần dùng thôi chứ đâu có liên quan là muối này là muối gì đâu. Rồi bây giờ dặn luôn. Khi không biết ra muối gì thì luôn luôn coi là mấy muối. Ừ. Nhớ đấy. Đó, khi không biết ra mấy muối thì coi như hai muối. Bởi vì khi nó có hai muối mà thực ra là chỉ có một muối á thì cái muối còn lại bằng không, hiểu không? Rồi, vậy coi như làm hai muối nha mấy đứa. Coi như là hai muối, giả sử hai muối luôn.
Rồi, đó thì ta là bài bài xuôi nó dễ lắm, còn nên nên bài xuôi tôi không có cho bài ngược này không à. Rồi giờ làm thôi. Để bảo toàn nhá. Gọi N A H S O B X N E 2 S O 3 là Y. Vậy ta có bảo toàn lưu huỳnh cái khôi. Mấy S mấy Y. X cộng Y bằng 0,1. Rồi bảo toàn OH trừ cũng được, mà natri cũng được. Hay natri đi. Mấy Y. À xin lỗi, phương trình này phương trình muối bằng NaOH ha, xin lỗi. Rồi, chấm hỏi đúng không? Cái này là mình đang đi tính nè. Rồi, bây giờ mình có muối. Phương trình muối đó, đọc coi. 8 mấy. Cậu. Ừ. Các bạn nha, đây là mình có phương trình này và phương trình này. Mình giải được x y thì mình tìm được natri, tìm được NaOH thế vào đây. Đúng không? Còn giả sử có bài thì nó cho lưu huỳnh và natri. Thế là NaOH và SO2 thì mình lại giải hai phương trình đó, mình tìm được phương trình muối. Thế thôi. Nhá. Đó, nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi. Tuy nhiên vấn đề tiếp theo đó là ở bài 2 là bây giờ là cái tủa nữa, thì bởi vì mình biết là tùy thuộc vào ion kim loại đi cùng mà cái mối có cái tủa hay không, đúng không? Rồi bây giờ chốt bài 1 đáp án nào. Xy bằng bao nhiêu? Bấm đây. Xy là 0,05 là x bằng y luôn đúng không? Rồi. Rồi vậy NaOH là 0,15. Vậy là câu A. Rồi xong các bạn ha. Rồi qua bài số 2 nào. Hưng ơi, có nói được chưa? Vẫn có muốn gọi, gọi lại văng ra ngoài. Đã vậy học thôi, mình đăng ký 4G đi. Rồi, nó văng ra thiệt bà con ơi. Thôi giờ gọi được thế nào đây? Tuấn Minh. Tiếp tục thôi. Dạ. Đầu tiên tính số mol của khí SO2 ra 0,3. 0,3. Rồi, ok. Cái tổ nhiều. Cái tổ là BaSO3. À, xin lỗi, SO3. Nhiều 0,1. Rồi. Như vậy mình biết là SO2 đúng không? Sẽ chuyển, sẽ tác dụng để tạo thành BaSO3, kết tổ SO2 là 0,3 mol. Mà kết tủa mới là 0,1. Vậy về mặt bảo toàn lưu huỳnh là đủ chưa con? Dạ chưa. Vậy thì suy ra Phải có F BaSO BA gì? HSO4 SO gì? SO3 hai lần. Được chưa? Rồi vậy nó bao nhiêu mol? Dạ 0,1. Mình gọi là ít đi ha, thì nó sẽ bằng này, bảo toàn lưu huỳnh nè thì bằng 0,1 nhân 1 cộng cho ít nhân 2, suy ra ít bằng nhiêu? 0,1. Rồi tới đây thì mình bảo toàn BA, vậy thì bari sẽ là 0,1 cộng ít đúng không? 0,1 cộng ít vậy là bằng nhiêu?
0,1. Rồi, đáp án là câu nào? Câu đề. Tức là trên nguyên tắc bảo toàn và tỷ lệ thôi các bạn. Vậy thôi. À. À, giờ bảo toàn ba phương trình gốc đó. Một phương trình mối, phương trình bảo toàn cái nguyên tố ví dụ ở đây trong trường hợp này lưu huỳnh. Rồi một phương trình về 3 giờ. Ha. Rồi, phải bài 3 coi, làm nhanh coi nhanh. Dạ, thưa thầy, là đầu tiên là tính n của b số 4 bằng 0,1. 0,1. Rồi. Bên đây thì nó cho này 0,1 chưa? BESO3 0,1. Thì vừa nữa à, BESO3 0,1. Rồi. BESO2 thì bằng 0,2. 0,2. Rồi. Suy ra thì có BESO32 chiếm 0,1 nữa. Sao biết? Để tại BOS2 bảo toàn BA. Ủa là máy BOS hay là nó dư rồi không con? Sao? Thì con thử trường hợp có hai mối trước này. À, tức là mình phải đoán là thứ nhất là mình có hai khả năng. Đúng không? Ừ. Nghĩa là chắc chắn đây là đề cho. Vậy thì cái phần mình thấy là 3 ri ở đây nó đã chuyển vào BASO3 0,1 mol. Vậy ba ri chưa dùng hết, một là nó dư, mình làm dư trước đi ha, lỡ làm dư trước luôn nè. Trời, thứ nhất là BAOH hay là dư, cụ thể là dư 0,1, bảo toàn ba ri 0,1. Nhưng mà cái dư này nó có ảnh hưởng tới SO2 không? Dạ không. À, như vậy SO2 trường hợp này là 0,1 thôi. Đúng không? Rồi, được, vậy là được cái 0,1 nha. Yeah. Rồi 0,1 là 2,24. Trường hợp thứ hai là cái 3 ri này nó không dư thì nó chuyển vào đâu? Chuyển vào muối BASO32. À, BASO32 lần. Và số mol của nó cũng là 0,1. Ừ. Nhưng mà nếu nó có tạo ra muối này thì lúc này SO2 của mình có liên quan. Vậy bảo toàn lưu huỳnh sẽ bằng 0,3. À, 0,1 nhân 1 nè, cộng với 0,1 nhân 2 bằng 0,3. Và lúc đó nó sẽ là 6,72 và đáp án của mình phải là câu D. Có hai trường hợp nha các bạn. Không ai bắt là phải dùng hết cả. Được không nào? Thầy lưu ý cái đấy. Thầy nhắc lại cái đấy không? Rồi bắt đầu ghép. Bây giờ đó là ba cái bài nền tảng. Bắt đầu người ta đưa vô những cái lập luận để mình làm những bài sau. Rồi. Tiếp tục thôi. Dạ tính thôi đó, dạ ngồi tính thôi, 4, 5, 6 nè. Xong rồi đó. Bài số 4. Xử lý cái bài SO2 đã nè, và tới cái phần kim loại sau. Ừ. Như lúc ấy nó tạo ra mấy muối? Cái này đi cho hai muối. Alo, Tuấn Anh, nói to lên xíu. Chắc là hai muối. Ừ, đoán là hai muối thôi, bởi vì nó không biết thì có như hai muối. Rồi vậy làm đi. Hai muối là Na. Nó sẽ có là x cộng 2y 0,009. 0,09 là NaOH đúng không? Rồi. X cộng 2y. Tiếp. À, lượng muối. Nó sẽ là 1,4x cộng 126y bằng 0,608. Rồi, xy bao nhiêu?
Rồi vậy suy ra SO2 là S cộng A. X bằng 0,001 y bằng 0,004 rồi x cộng y 0,005 5 rồi rồi vậy là SO2 0,005 rồi. Bây giờ tìm kim loại mình dùng là E. Kim loại giờ giả sử hóa trị mấy đúng không? Số mol kim loại nhân hóa trị 2. Rồi giả sử hóa trị 2 bằng số mol SO2 nhân 2 thế số vào. Suy ra số mol N bằng M bằng 0,005. Giả sử nó hóa trị 2 tức là mình đang nhắm tới kẽm nè. Sắt đồng. Ê, sắt cộng H24 đập đặc mà ra được hóa trị 2. À, anh kẽm với đồng. Đúng không? Mình đang nhắm hai này thôi. Rồi vậy thì mình có M sẽ bằng 0,32. Đúng là đồng. Rồi duyệt. OK. Tức là cái phần này nó lồng vô một cái bài. Thế thôi các bạn nhé. Rồi bài 5 thế nào? Bài 5. Rồi Đức nào? Dạ, em nói được em là A. Rồi OK, làm thôi. Dạ thầy, là em đã tính số mol của CO2 thông qua CaCO3. Rồi, là A chia 100. Dạ, A chia 100. Dạ, số mol của NaO2 là B chia 40. Đúng rồi, NaOH là B chia 40. Dạ, sau đó thu được dung dịch Y mà dung dịch Y tác dụng vừa tác dụng được với KOH vừa tác dụng được với BaCl2 suy ra nó có hai muối luôn. Ừ, tác dụng với KOH suy ra nó có muối axit nha các bạn. Và tác dụng với bari clorua các cái tủa thì nó phải có gốc carbonat, tức là nó phải có muối trung hòa. Vậy chứng tỏ cái câu này nè. Là ý nó nói cho mình, thay vì nó nói ra hai muối thì nó diễn đạt cái này để mình suy ra là ra hai muối. Rồi, hai muối. Hai muối cho nên tỷ lệ giữa OH trừ trên CO2 nó phải nằm ở bao nhiêu? 1:2. Rồi, ta thế vào các bạn. Là B chia 40 trên A chia 100 nằm trong khoảng này. Rồi chuyển vé thôi ha. Rồi chuyển vé thì được câu. Câu A. Ừ, còn toán đứa nào tính sai đáng chịu. Được chưa nào? Rồi, bài số 6 nè. Thùy. Dạ. Bài số 6 con ra. Số 6 con ra câu C. Rồi, làm thôi thầy. Dạ. Cho CO2 vào COH2 thì tạo được 10 gam kết tủa. Con làm hai trường hợp là tạo hai muối với lại tạo một muối CaCO3. Đầu tiên là tạo một muối đúng không? Rồi cái này không phải hai mol, vậy thì có khả năng là cái này dư đúng chưa? Vậy thì lúc này CO2 bằng nhiêu? Dạ, 0,1. Rồi 0,1 là câu A, nhưng mà cũng có khả năng là cái CaOH hai lần không dư mà nó chuyển thành gì? Thành CaHCO3 hai lần. Bao nhiêu mol luôn? Dạ 0,1. Vậy CO2 lúc này bằng tổng là 0,3. Nó bảo toàn cái carbon. Vậy nó là đây. Vậy mình chọn câu C. Đấy các bạn, thì nó kiểu bài này thôi nhé. Thế nên những cái bài sau là bắt đầu bài số 7 cũng tương tự như vậy thôi ha. Còn bài 8 là bắt đầu người ta cho tới 2-3 giờ. Rồi bắt đầu người ta cho H3BO4 là 3 nấc. Đấy, thì các bạn về lại nhé.
Và sau đó mình sẽ có những cái bài muối nữa. Rồi. Đó, thì hôm nay tới đây thôi. Nha các bạn. Rồi, ta nghỉ.